Đó, hôm nay sau ngày sinh nhật của dì Chức, Khoa cũng đã quay lại. Đi chùa về chứ Khoa. Đúng nay Khoa nghe nhạc, Khoa không có nghe mọi người nói chuyện luôn. Đó, hôm nay Toàn sẽ đi theo Khoa, coi Khoa đi đâu và làm gì nha cả nhà. Đó, trước mặt Toàn là Khoa. Khoa đang chạy trên đường nghe cái phone. Cũng nhớ cái cảnh này, hồi xưa Toàn cũng gặp qua Khoa rồi, là cũng mặc cái đồ lam mà đeo tai nghe, chạy vừa chạy mà vừa lắc cái đầu. Đó, Khoa mặc áo vàng đằng trước nha cả nhà. Đó, niềm vui của Khoa là được chạy xe đạp. Nói chung nói về chạy xe đạp, Khoa đứng thứ nhất thì không ai dám đứng thứ hai. Thứ hai là không ai dám đứng thứ nhất luôn á. Để coi Khoa làm gì nha. Đó, Khoa đang liêm dây sạc vô cái phone hay sao á. Đang nghe hấp pin. Đó, vì nãy Khoa có lạng qua bên chỗ chung cư dì Sân á, rồi Khoa đi rồi còn mới chạy theo Khoa xem Khoa đi chạy đâu vòng vòng đây. Đó, Khoa đang đứng đây. Sau một thời gian Khoa đứng đây để chỉnh nhạc đồ, bây giờ Khoa bắt đầu tiếp tục chạy tiếp. Còn sẽ theo dõi Khoa xem Khoa đi đâu nha cả nhà. Đó, Khoa là một người rất là nhiều năng lượng, chạy không biết mệt. Theo còn nghĩ chắc Khoa sẽ chạy về chung cư lại, vì chồng của Khoa đang ngồi, còn ngồi đó. Chắc Khoa sẽ quẹo trái để vô cái đường vô Dì Xuân. Khoa không quẹo trái mà Khoa thẳng luôn. Ủa, Khoa lạng đâu qua đây vậy ta? Chạy vô cái chợ này là ngay đường Trần Nhân Tông, mà chợ này chợ gì còn không biết. Một mặt Trần Nhân Tông, một mặt là Hòa Hảo. Quay đầu lại. Đó, Khoa lại tiếp tục chạy nữa. Trời ơi. Mẹ
chạy vô đường hẻm để qua bên quán dì Sân. Vô đó giữa à. Vô rửa đi. Tụi đó phun nước, thấy xì ke vô chết con. Thấy chết giờ nặng lắm rồi đó. Tao làm gì nặng mày? Chết làm chết tự biết đúng không? Nó khoảng giống như chết bị gì lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi, rồi đó. Tuổi chuồng nó 50 năm tuổi. Thôi nè, cái nghiệp của chết trên miệng hết rồi chứ. Đâu, chồng con Quýnh á. Chồng Quýnh hả? Con Nguyễn Quýnh á. Cái hột càng nó đó kéo ngay cái mỏ của tao. Tối làm gì cầm điện thoại, tao không biết cắt điện thoại cuồn sắc 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 vậy thôi. Ai biết bắt máy lên đỡ cuồn trước vậy. Tao nói mày khùng hả mày? Mày gọi tao mày khùng, tao đang đi bán đó không còn. Anh Hưng, vợ anh tới nè anh Hưng. Anh ơi, vợ anh kìa. Kìa anh Hưng ngồi đây nè chị. Sao nó nông nhiều chồng quá vậy, nhiều vợ quá vậy? Ai biết, mẹ qua đây đi chị. Kìa. Ai bảo cũng nó ừ. Nên em nói chức nghiệp lắm, kêu đi rửa nghiệp đi, không chịu. Đi rửa không, chở đi rửa nè. Rửa gì chứ? Mẹ đi tùa nào vậy, tùa ủng độ quá hả? Ừ. Tùa ủng độ giờ này mà cũng đi là kẹt xe gì. Nè lấy nhiều cỡ số chứ? 500. Ồ ghê, nè lấy 500 giờ cờ bán cho ai? Bán cho cốc với ổi. Lấy 500 cờ bán cho cốc với ổi hả? À, vì có nè bán cái mấy giờ hết? Lát hết à. Ủa sao ngày nào cũng nó lát hết? Miệng nặng cán mắm vô gì. Nói gì chứ bán chắc cũng 2 giờ sáng á. Làm gái à? Chứ gì nữa? Chị chức hành nghề mà. Sợ quá nó ngồi cú bên kia luôn. Chị chức đi hành nghề mà, giống như là buôn bán là chỉ là dạng là bích bình phong thôi. Gà bữa nay gà không có qua ha. Ai biết lính bà mày hỏi bà vô mánh chuyện mấy rồi nó đâu qua chi má. Qua bà này bắt dọn ngàn hả? Có gì đâu mà sợ. Ủa dọn có tiền mà đâu dọn không đâu. Không dọn luôn rồi. Nó không có qua má ơi. Nó dọn qua má bị người. Ta gặp bà này xuống dọn không ai rồi ai chịu làm. Bà đừng nó xàm nó má dọn không dọn vô đầu nó. Bà này cũng chịu đưa 5 triệu nữa đâu cũng 10 triệu nó đâu có chịu làm. Chức đang nói gì vậy? Chức đi xa quá rồi thì đó. Nên con nói chức người ta hỏi gì chức bị gì lâu chưa kìa. Ê mà lại hội đất ở đây hết vậy đó. Bán ông chồng con qua mua. Quyết định kinh doanh đất luôn á, bất động sản hả? Trước giờ có nhiêu giờ bỏ vốn ra trước đi, kêu gọi đi. Đó. Giờ kêu gọi đó, giờ kêu gọi đi mua đất đi. Bây giờ đó em bây giờ chứ có nhiêu nè, giờ ai có mua 2 mét vuông không? Em bán nè, Đa Phước, kế má em. Ủa không mua đất sẵn thôi gì chứ? Mua rồi. Ghê. Ủa hả? Em câu qua giấy cho giấy trái nè. Nè cái đất bên đây đối diện gì chức nè. Trời ơi bự lắm ta mua nổi. Vì chức có bây giờ vì chức kêu gọi mới được. Thôi, giờ vì chức có nhiêu nè. Thôi chồng tao mua, chồng tao có 10 tỷ rồi đó. 10 tỷ hả? Có cần kêu gọi thêm không? Kêu gọi thêm. Kêu gọi mấy chục tỷ nữa mới đủ. 30 tỷ nữa nó mua đủ cho tờ đó rồi. Thì chứa mấy người? 4 đứa. 4 đứa hả? Ai với ai? Mày tao qua trước. Bỏ ra 40 tỷ để mua. Trời chứa. Ơi nó chứa 4 đứa này mà chiều nó vừa đi làm về nó xỉu luôn á. Có ai được tỉnh đâu không? Nó xỉu luôn á. Mà dù kinh vô đâu? Vô hạm tử 192. Vô trọng làm gì? Vô trọng làm má của mấy thằng đang bẻ cây bẻ giò nó bay. Vợ gì nữa mày giảm mặt mày. Đó. Trọng trong đó mấy người đâu được tỉnh đâu. Đẹp trọng chim gió chim bay. Ở đâu có đám ma nãy ai gọi mà quên rồi.
Ủa đi đám ma nó, tính đi đám ma nó hả? Không, không có vô, có bị mấy gì hỏi anh chi, mấy chuyện đó mà không có may mắn mình hỏi nhiều quá anh chi. Không, không có vô. Mình đi rửa nghiệp nó hay hơn. Rửa nghiệp hoài, giảm mặt mày cầm nó nói nghiệp đi ở ngoài đây nè. Ngoài chùa Gác Ngộ, có đứng chùa đó bán không có đồ. Tại vì nghiệp gì chất nặng quá, lấy gì đi bán được. Bán chùa đó không được, đúng mấy lần rồi má. Ê, bà xương ra đi. Một cái dây rất to đẹp lắm, nãy nó mới về tờ, buồn quá trời. Ai biết con cùng quá trời, nhỏ mà nhìn mặt nó cong giống như qua má. Má phá thai sao mà đẻ nó ra được á. Vợ mặt nó giống thị lắm. Giống như trước không? Đẹp lắm, mày hỏi gần mới quay ngang sáng này quán đảo con cùng quá trời. Rồi thêm một bà má kia đồ lấy ba này nè. Má đó hay đi ngang đây sao nè. Sao gặp ai chứ nó lấy anh Hưng gì? Tự Hưng có duyên hơn mày cái mặt. Nhỏ nó ngồi đối diện tao cũng lấy ngân nè. Ông già đại lý với chỗ bà xà lấy chồng bà luôn. Trời ơi bà làm chứng nha, rồi lấy Tấn Nguyễn nha. Bà xà nói chung ai cũng một thời thôi, giờ thời này thời của chức là mốt có thời người khác thôi. Đồ xài chung mà chức cũng nói mà, đồ xài chung mà đâu xài riêng đâu, chức đâu ký kết hợp đồng đâu. Ông mặt ông vô mà mày chạy ngang mày chọc cái hoài cho mày. Ôi nghĩ sao không đi vô không vô tổng nội chi. Rồi mấy nhỏ đó kết mày giống ngân. Thôi của người ta là hả? Của mấy trời ơi, 3 giờ sáng mới có điện. Tấm hoài dứt bệnh luôn á, mũ trắng luôn. Nhà là Yến Tử á, rồi đâu có ai đi cụ điện lên. Chả bắt cái cầu an, phải lên cười. Mỗi đứa tao dịnh á, trơn trả sửa điện. Hồi qua có cắm không vậy? Bởi bình ga có cắm không? Có, đứng nào cũng cười ủi vô cắm á. Cắm lúc mấy giờ? Cắm mò á. Ý là lúc mấy giờ thôi chứ? Ta ra ta hỏi, ta nói giờ đó gần 3 giờ. Trời, 3 giờ sáng cắm gì nguy hiểm, có mấy người bị đột quỵ đó, cắm giờ đó. Với lại chứ, chứ đừng có cắm tem nữa, không thấy gì chứ? Thì chứ chuyên gia bán giấy số về là cắm đúng không? Con khuyên gì chứ đừng có cắm. Nè, mấy người trẻ trẻ cắm còn bị đột quỵ nữa đó. Muốn gì chứ? Nói chứ có nghe mày chứ yeah. Người ta trẻ ra cắm ra còn bị đột quỵ nữa thì chứ đừng có cắm. Dứt có sợ không? Không sợ luôn hả? Nói chứ là mình đồng da sắt bệnh mình. Đó, là vô phổi là chết luôn á. Đúng rồi, nước vô phổi là đi luôn á. Giỡn hoài, nó bơm nước da hả còn chết, nó còn đau lớn lắm á. Ê, hồi đó quận 8 có mẹ Út Đàm á. Mà kiếm mẹ đó hoàng thấy bà nha. Bà Út Đàm á, biết. Trời ơi, ở bà Út hay lắm á. Bà Út Đàm làm sao không có được? Là như Đàm mày nghẹt hết, cho bà Út vài lần là mày công mày khở được. Ủa Đàm sao nghẹt được gì chứ? Làm cổ á. Bà Út hay lắm.